Tôi làm nghề bán hàng tạp hóa, trước giờ buôn bán chủ yếu xài tiền mặt không à. Mà khoảng một năm nay thì tôi thấy khách tới mua đồ xong cứ xin cái số tài khoản ngân hàng để chuyển khoản, chứ không có đem theo tiền mặt. Cứ vậy á, hết người này tới người khác hỏi hoài, nên là tôi mới in luôn cái số tài khoản với cái mã QR để chuyển khoản á, dán ngay trước tiệm. Thì cũng có khách này khách kia, người thì chuyển khoản, người thì vẫn trả bằng tiền mặt như thông thường. Nói chung á, phải chiều lòng khách thì mới buôn bán được. Của con có nhiêu cô? 10 ngàn. À rồi, được rồi, đợi chút. Cô mình bán thẻ cạo không cô? Có con. Dạ lấy thẻ cạo cho con, lấy 50 ngàn đi cô. Rồi, dạ. Chờ cô một chút lấy liền. Nhanh nhanh giùm con cô ơi, đã tiền chị khác. Đây là con. Dạ. Kìa. 500 phải không cô? Dạ 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 dạ. Ôi trời ơi. Chết cha, quên rút tiền cô ơi. À, bây giờ sao ta? Cô, ở đây mình có nhận chuyển khoản không cô? Có con. À... Để nè, nè, có cái số này nè. À, đây, đây cô. Để mình chuyển khoản cho cô nha. Rồi. 500 đúng không cô? Lúc đó tôi cũng thấy có cái gì đó sai sai nha. Tại vì thường những ai mà có thói quen dùng Internet Banking là ngân hàng điện tử á, rồi giao dịch tiền qua mạng hay là dùng ví điện tử, thì thường những cái ứng dụng đó đều có hỗ trợ luôn cả cái dịch vụ nạp tiền điện thoại mà. Còn tôi á, nó từng chỉ tôi cái cách nạp tiền điện thoại qua mạng á, nên tôi biết. Mà nếu như á, người khách này có sử dụng ngân hàng điện tử thì sao không nạp tiền qua mạng luôn, mà đi mua thẻ cào điện thoại chỗ tôi chi cho mất công vậy ta? Ủa mà cậu, dạ? Cậu có xài Internet Banking mà sao không có nạp tiền trong đó cho nó tiện đi mua thẻ cào gì vậy con? À, không phải, con làm nạp này quen rồi, với lại em ủng hộ cô gì mà. Dạ. Vấn đề bà Sáu thắc mắc là rất hợp lý, bởi hiện nay trên một số ứng dụng của ngân hàng điện tử và ví điện tử hầu như đều có hỗ trợ dịch vụ mua thẻ cào điện thoại trả trước và thanh toán tiền điện thoại trả sau. Người khách này biết sử dụng ngân hàng điện tử thì lẽ ra anh ta có thể nạp tiền điện thoại thông qua ứng dụng rất tiện lợi. Thế nhưng, lý do vì sao vẫn chọn cách mua thẻ cào truyền thống như thế này? Khi phát hiện chi tiết bất thường này, lẽ ra bà Sáu cần phải ngay lập tức có sự cảnh giác đối với đối tượng. Tuy nhiên, bà Sáu đã quá chủ quan, tiếp tục màn lừa đảo sẽ diễn biến như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Rồi, cô chỉ qua đó cô, qua chưa cô? Ủa chưa con ơi, sao chưa thấy báo? À, chắc là khác ngân hàng cho nên qua trễ chút xíu thôi, cô đợi xíu nha. Đây nè, đây nè, tin nhắn chỉ thành công. Đó, ở đây chưa? Cô tin có chụp hình lên con đấy. Được rồi, tôi thấy vậy là được rồi. Rồi, ok, vậy là đưa thấy cặp nha. Dạ, dạ, ok. Con đi con, tại ai cũng không thấy tiền vô. Tới lúc này á, tôi cũng bắt đầu thấy nghi nghi rồi nha. Tôi mới gọi điện á, lên ngân hàng hỏi thử coi sao. Để gọi qua ngân hàng gọi coi sao. Dạ, ngân hàng xin nghe ạ. À. Em có thể hỗ trợ gì cho anh chị ạ? À? Cô kiểm tra giùm tôi cái tài khoản của tôi á. Là hồi nãy người ta chuyển cho tôi 500 ngàn mà nãy giờ nửa tiếng rồi tôi không có thấy tin nhắn báo. Dạ rồi, cho em hỏi chị đăng ký tài khoản ngân hàng bằng số điện thoại nào ạ? Có phải số điện thoại chị đang gọi tới không? Đúng rồi cô. Dạ, cho em hỏi chị có phải là chị Nguyễn Thanh Thảo không ạ? Đúng rồi cô. Dạ, theo như em kiểm tra thì hôm nay tài khoản của chị chưa có bất kỳ giao dịch nào hết ạ. Không có ai chuyển khoản vào tài khoản của chị đâu chị. Ủa là sao cô? Hồi nãy tôi rõ ràng tôi thấy là nó có chuyển mà. Cô kiểm tra kỹ lại giùm tôi lần nữa cô. Dạ chị ơi, em đã kiểm tra kỹ lắm rồi. Ngày hôm nay mình không có bất kỳ giao dịch nào hết. Và số dư của mình cũng không có thay đổi đó chị. Ồ vậy hả cô?
Ừ, cảm ơn cô nha. Dù nghe nhân viên ngân hàng nói vậy á, nhưng mà thiệt tôi vẫn chưa dám chắc chắn là mình bị lừa, chỉ mới nghi ngờ thôi. Tại vì cũng không loại trừ cái khả năng là do khác ngân hàng nên tiền qua chậm hay là kẹt mạng gì đó. Thôi, cho nên là tôi ráng chờ thêm cho tới chiều hôm đó coi sao. Mà rốt cục vẫn không thấy tiền vô tài khoản. Lúc này là tôi hiểu rồi, biết là mình bị lừa rồi đó. Coi như mất trắng 5 cái thẻ cào, mất 500 ngàn. Một ngày buôn bán lợi không có bao nhiêu mà mất 500 ngàn một cách dễ dàng như vậy. Thiệt tình thấy mình sao dễ tin người quá. Nhìn lại toàn bộ vụ việc có thể thấy không phải ngẫu nhiên mà đối tượng Hậu chọn mua thẻ cào điện thoại chứ không phải món hàng hóa nào khác. Nguyên nhân là bởi vì thẻ cào điện thoại là có giá trị cao nhất trong cửa tiệm của bà Sáu. Đáng nói hơn khi Hậu lại còn mua đến 500 ngàn đồng tiền thẻ cào. Tiếp theo Hậu lấy ví ra rồi mới phát hiện quên mang theo tiền mặt. Chi tiết này là đối tượng đã cố tình làm như vậy như một tình huống ngẫu nhiên để tránh sự nghi ngờ của nạn nhân. Và vì lý do không mang theo đủ tiền mặt nên Hậu đã phải đành chọn cách chuyển khoản qua mạng. Sau khi thực hiện một vài thao tác trên điện thoại, Hậu thông báo là đã chuyển khoản thành công 500.000 đồng. Và để công hội tin tưởng, Hậu còn đưa các màn hình điện thoại cho bà Sáu xem, thậm chí là yêu cầu bà chụp màn hình để đảm bảo. Chính những chi tiết này đã khiến cho nạn nhân tin tưởng. Để rồi mặc dù chưa nhận được thông báo có tiền chuyển vào tài khoản, nhưng mà sau vẫn để cho Hậu rời đi. Và hẳn nhiên chi tiết chuyển khoản thành công được thể hiện trên màn hình điện thoại của Hậu vốn chỉ là một hình ảnh đã được làm giả, chứ không phải là thông báo từ phía ngân hàng. Bởi hai ngày trước đó Hậu đã từng ghé qua cửa hàng của bà Sáu mua đồ và vô tình nhìn thấy tờ giấy dán trên tường ghi số tài khoản ngân hàng của chủ tiệm. Ngay lúc đó Hậu nảy sinh ý định lừa đảo và nhanh tay chụp lại các thông tin này. Dựa trên thông tin số tài khoản ngân hàng của bà Sáu, Hậu đã làm giả một hình ảnh chuyển khoản thành công và đưa nó cho nạn nhân xem, một chiêu lừa khá bài bản. Để có được biên lai giả như thế này, đối tượng đã sử dụng phần mềm tạo ra đầy đủ thông tin của chủ tài khoản. Nếu người dân không tin ý, kiểm tra kỹ lưỡng thì rất dễ bị mắc lừa. Nhà tôi nằm trong con hẻm, hẻm này cũng ít có người lạ ra vô lắm, chủ yếu là hàng xóm không thôi à. Cũng tại vì vậy nên tôi hay có cái thói quen là đậu xe trước cửa nhà. Mà cửa nhà thì vẫn cứ mở, ý là để mình ngồi ở trong nhà, mình dòm ra mình coi xe vậy đó. Trước giờ cũng hay đậu xe như vậy, mà đâu có cái chuyện gì đâu. Thường cứ tầm chiều tối là tôi hay ngồi coi tivi. Bữa đó cũng vậy. Nói chung tính tôi cũng cẩn thận, dù là ngồi coi tivi nhưng mà vẫn quay người ra cái phía trước nhà để tiện thể coi nhà, dòm ngó xe cộ luôn. Một bên cái cửa nhà đang được mở toang, nhưng cái cửa còn lại thì lại đóng. Hai chiếc xe đậu ngay phía trước cửa, trong đó có một chiếc bị nằm khuất sau cánh cửa như thế này. Lẽ dĩ nhiên từ vị trí này của bà Thoa thì không thể quan sát được thấy chiếc xe. Và chính trong lúc này, phía bên ngoài con hẻm đã xuất hiện những kẻ lạ mặt. Trong lúc bà Thoa vẫn đang mải mê xem TV bên trong nhà thì ở bên ngoài đã xuất hiện hai kẻ gian. Một tên ngồi trên xe nổ máy đợi sẵn, tên còn lại thì lảng vảng qua lại nhằm quan sát tình hình bên trong nhà. Và hẳn nhiên, hắn ta biết rõ có người đang ở bên trong. Có thể thấy, tính từ vị trí bà Thoa đang ngồi đến vị trí chiếc xe chỉ cách nhau độ vài bước chân, nhưng kẻ gian cũng liều lĩnh hành động, nhẹ nhàng bẻ khóa chiếc xe rồi từ từ dắt ra ngoài. Trong khi đó ở bên trong nhà, bà Thoa lại đang xem TV với âm lượng khá lớn. Chính điều này khiến cho bà mất đi sự chú ý đối với tình hình bên ngoài, vô tình tạo thời cơ cho kẻ trộm ra tay. Liệu vụ trộm có trót lọt hay không? Lúc đó tôi đâu có hay biết gì đâu, mình cứ chủ quan á, cho là không có cái tên ăn trộm nào mà dám liều tới mức mà mình ngồi trong nhà, mà chỗ tôi á ngồi ra cái tới chiếc xe cách nhau có vài cái bước chân, làm sao mà dám trộm xe được. Nhưng thiệt, tôi đâu có ngờ là tụi nó lại liều lĩnh manh động tới mức như vậy đâu. Ai để xe mà như vậy? Có gì xe mất hả? Gì ai vậy? Mẹ. Mẹ.
tôi còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc đó, khi mà con gái tôi nó nói là có ai dắt xe mình vậy mẹ. Lúc đó tôi bật dậy liền, chạy ra, nhìn thấy cái tên ăn trộm mà tôi tá hỏa luôn. Lúc đó con gái tôi phát hiện là tên ăn trộm đã dắt được cái xe ra ngoài luôn rồi, bẻ được khóa xe, nổ máy, leo lên xe luôn rồi nha. Thiệt á, lúc đó mà chỉ chậm chừng một giây nữa thôi là đã bảo mất chiếc xe liền. May mà mẹ con tôi chạy ra kịp, tên ăn trộm bị hoảng loạn nên bỏ xe tẩu thoát. Mà hắn ta không có đi một mình đâu, còn có đồng bọn theo nữa. Cái tên đồng bọn đậu xe gần đó, nổ máy sẵn, chờ lúc mà tôi phát hiện á, là cái tên ăn trộm phóng xe lên xe đồng bọn tẩu thoát liền luôn. Dí đâu có kịp đâu. Thiệt sự tôi không thể nào quên được cái khoảnh khắc lúc đó, tôi nhớ đời luôn. Từ cái bữa đó về sau, dù đậu xe trước cửa nhà, tôi vẫn khóa cổ rồi khóa bánh xe luôn cho an tâm. Tôi quen biết bạn trai thông qua một cái hội nhóm làm quen các bạn trên mạng xã hội á. Ban đầu á thì hai đứa cũng chỉ nói chuyện qua lại tìm hiểu nhau vậy thôi. Cho tới khoảng được một tháng sau á thì coi như là cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Được cái là các anh này ảnh rất là quan tâm tới tôi, quan tâm từng chút một về cuộc sống của tôi luôn. Tới cả cái chuyện là hôm nay sáng tôi dậy mấy giờ, rồi ăn uống có đầy đủ hay không. Thì dần dần á, tôi cũng thấy muốn gặp mặt ảnh ở ngoài để coi sao. Lúc đó thì hai đứa chỉ mới nói chuyện với nhau qua điện thoại thôi, chưa có gặp mặt ở ngoài lần nào hết á. Thì bữa nay em được nghỉ làm mà, nên em nghỉ ngủ nướng tí xíu. Rồi mẹ có nấu cơm ra không? Mình là tính đi ăn tiệm rồi đó. Bữa nay mẹ không có nhà nên là em ngủ nướng đó, đâu có ai nấu ăn đâu. Tí xíu nữa em hẹn bạn đi ăn luôn. Thường quá à. Em tối ngày ăn tiệm mà không có đủ sức khỏe, không có đủ chất. Thì tự nó ăn ở nhà đâu mua sữa đồ uống thêm chưa biết chưa? Biết rồi. Mà anh Trí nè. Em thấy em với anh á nói chuyện với nhau á cũng lâu rồi. Hay là bữa nào mình hẹn nhau đi uống cà phê hay đi ăn gì bữa đi. Tất nhiên là được rồi. Trời, anh còn mong giờ ngày đó nữa nè. Phải không? Nếu mà em thích thì hôm nay hai mình gặp nhau luôn cũng được á. Bữa nay luôn hả? Thật ra là tôi cũng có chút lo lắng khi mà lần đầu đi gặp người bạn trai quen qua mạng. Mà sẵn tiện cái là buổi chiều hôm đó tôi cũng có hẹn đi uống cà phê với lại bà chị đồng nghiệp. Cho nên là tôi hẹn anh này ra luôn. Dù sao thì lần đầu gặp nhau chưa biết người ta như thế nào hết mà. Có người quen đi cùng mình thì nhiều khi mình cũng tự tin, cũng đỡ lo hơn. Ok. Vậy thì để em chọn địa điểm ha. Cũng được à, mà có cần anh qua lưới không à? Thôi không cần đâu. Để em chọn địa điểm rồi em gửi địa chỉ cho anh ha. Có gì tới đó trước rồi em tới sau. Rồi vậy nha. Dạ. Ủa em? À, em mới tới. Còn đây là giới thiệu với anh, đây là chị Phương, bạn đồng nghiệp làm chung với em. Dạ chào chị. Em bạn trai của chị. Anh Trí nè, có nói với chị rồi đó. Thấy cái cách giao tiếp của ảnh nó có vẻ cũng thân thiện lắm, tính tình thì hòa nhã nữa, vẻ ngoài thì cũng rất là bảnh bao. Nói chung là tôi thấy cũng hợp với mình lắm á. Sau lần gặp gỡ đó thì tôi và anh bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi cũng thân thiết hơn, chia sẻ với nhau nhiều thứ về cuộc sống. Tình cảm thì cũng bắt đầu tăng lên dần dần, rồi là mới chính thức yêu nhau luôn. Lúc đó tôi cũng mừng, cứ nghĩ là mình gặp được một người bạn trai tốt. Em biết rồi, anh cứ nhắc em hoài à. Lo chứ, anh thấy em đi làm suốt rồi, ăn uống không có đúng cử gì hết. Lỡ sức khỏe nó bị gì sao?
Biết rồi. Nhớ chưa, anh dặn gì là phải nhớ chưa? Dạ em nhớ rồi. Ừ. Mà em. Dạ. Ngày mai em có rảnh không? Dạ. Dạ em rảnh, ngày mai chủ nhật em được nghỉ mà. Dạ hả? Ừ. Ma định đi về quê. Cũng lâu quá là anh chưa có về thăm ba má của anh. Em có muốn về quê anh chơi luôn không? Về quê anh hả? Ừ. Sao được, em thấy kỳ lắm. Tụi mình mới quen nhau à, mới biết nhau đây mà về quê em thấy kỳ lắm, thôi không đi đâu. Đâu có gì đâu mà. Anh cũng lớn rồi. Anh nói với em là thật lòng nghiêm túc đàng hoàng cho nên là thật sự anh cũng muốn tính chuyện lâu dài gì sao nữa. Thì trước sau gì mình cũng về quê ra mắt gia đình thôi. Thì về sớm chút đâu có sao đúng không? Với lại anh nghĩ là em cũng nên về quê đi. Chứ biết nhà, biết cửa, biết gia đình anh luôn. Cũng tốt mà. Để hai đứa mình hiểu nhau hơn. Mới quen nhau chưa bao lâu, thiệt tình kêu về quê ảnh tôi cũng thấy ngại ngại sao á. Nhưng mà ảnh nói đúng, đây cũng là cái cơ hội để mình tìm hiểu về ảnh, hiểu thêm về gia đình ảnh để coi là có phù hợp để tiến xa với nhau hay không. Cho nên là tôi cũng đồng ý luôn. Nhưng mà đâu có ngờ là cái chuyện về quê thực chất chỉ là cái cớ thôi, còn mục đích thật sự là để lừa đảo tôi á. Vậy để mai em chuẩn bị đồ xong, cái sáng mai anh qua nước em ha. Anh qua nước em dễ rồi, nói làm gì nữa. Nó nói chuyện vậy nè. Nhà anh dưới quê nằm ngay khúc đường ngang sữa luôn. Thành ra là chặn hết, không có cho xe ô tô chạy vô. Mà giờ không lẽ chạy về rồi đem gửi ô tô nhà người khác, đâu có yên tâm được. Rồi thí dụ mà tụi mình muốn đi chỗ này chỗ kia cũng khó nữa. Tại đường đang làm là xe nó không chạy vô được. Rồi không lẽ là gửi xe nhà hàng xóm rồi bắt em đi bộ vô, tội nghiệp em lắm. Mà nhập thêm cái xui nữa là thằng bạn anh dưới quê lên, nó đi làm trên thành phố này mà nó chưa có xe đi, cho nên nó mượn tạm cái xe máy của anh luôn rồi. Thành ra là thôi ngày mai á, anh định nhờ em là chạy chiếc xe của em qua đây. Em rước anh, rồi anh với em chạy xe máy về nhà luôn. Em thấy sao? Được không? Em qua rước anh hả? Ừ. Kỳ quá không anh? Tự nhiên em qua rước anh, thấy kỳ quá à. Kỳ gì mà kỳ. Em qua rước anh đi về nhà anh chứ có đi đâu đâu mà kỳ. Ý của anh nói là cái đoạn đường trước nhà dưới quê ảnh đang sửa chữa, cho nên là xe ô tô không có chạy vô được. Anh đi xe ô tô mà, cho nên là thành ra là không thể chạy xe ô tô về quê được. Chỉ đi xe máy vô được thôi. Mà chiếc xe máy của ảnh thì mới cho bạn mượn rồi. Cho nên là ảnh mới đề xuất là cả hai đi xe máy của tôi về quê. Tức là tôi sẽ chạy xe qua nước ảnh rồi hai đứa chở nhau về quê ảnh. Đó, ý ảnh là vậy đó. Thiệt là nghe thì cũng hơi kỳ chút. Nhưng mà thôi kệ, cũng không phải chuyện gì to tát. Cho nên thôi tôi cũng nghe theo ý ảnh luôn. Thôi được rồi. Anh cứ chuẩn bị đồ đi. Sáng mai em qua nước anh ha. Rồi ok, quyết định vậy ha. Dạ. Còn em nằm nghỉ ngơi thêm xíu đi. Để lấy sức ngày mai về quê đường nó hơi xa đó nha. Ừ, em biết rồi. Vậy thôi anh cũng tranh thủ nghỉ sớm đi nha. Rồi bye bye. Bye bye anh. Anh chạy phải lâu lắm không? Không, anh mới ra đây đứng con xíu à. Dạ. Thôi mình đi ha. Em xuống xe để đến chở cho. Dạ thôi, xe của em biết ý, em chạy dễ hơn. Để em chở cho ha. Đi cả trăm cây số lần để anh chở cho em chở. Mệt mỏi tội nghiệp em nữa. Có sao đâu. Mặc dù là cũng có tình cảm với ảnh thiệt, nhưng mà tôi nghĩ chứ dù sao cũng là quen qua mạng rồi, quen nhau chưa có lâu, mình chưa có nắm nhiều thông tin về người ta, thì thôi mình cẩn thận vẫn hơn. Thì lúc đó tôi lo nếu như mà để ảnh cầm lái xe, lỡ ảnh chở tôi đi đâu mà mình ngồi trên xe mình không điều khiển được, không kiểm soát được thì biết làm sao. Cho nên á, tôi mới nói với ảnh á, là để tôi tự cầm lái xe thì yên tâm hơn. Anh đi dõi cho em đi. Anh xách đi, em dõi nha. Ừ, rồi. Lên xe. Đã chưa? Rồi, chạy cẩn thận nha. Dạ. Sau khi mà chạy xe được khoảng 1 tiếng á, thì anh mới sợ là tôi mệt, cho nên là kêu ghé vô quán nước ngồi nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp. Tôi cũng từng nghe nói là có mấy cái vụ uống nước mà bị có thuốc mê này nọ đó, cho nên là tôi cũng chủ động chọn một cái quán nước ven đường luôn, chứ là không có để cho ảnh chọn quán. Tôi đã cẩn thận tới cái mức đó rồi, vậy mà cuối cùng vẫn... Tôi có buồn nóng à. Dính như khoai mắt kia trong cái kẻ mắt nè. Đen xì hết luôn rồi kìa. Dữ lắm hả? Ừ, đóng đen hết này nè. Ờ. Sao? Trời ơi, cho em vô toilet cái nha. Ừ.
Nói thiệt, mình là con gái thì luôn muốn giữ cái hình ảnh đẹp trong mắt người yêu của mình. Cho nên là vừa nghe ảnh nói là mắt tôi dính bụi rồi bị lem gì này nọ là tôi lo, tôi sợ xấu. Cho nên là mới chạy vô nhà vệ sinh để coi lại mặt mũi liền. Tức một cái là từ đầu tới cuối mình đã cảnh giác rồi, mà tự nhiên ngay cái khoảnh khắc đó mình lại sơ hở, gấp gáp chạy vô nhà vệ sinh và để toàn bộ tài sản ở bên ngoài. Để rồi sau cùng thì gặp chuyện. Mặc dù nhận thấy cô Mùi có tính cảnh giác, song đối tượng Trí vẫn không bỏ qua cơ hội mà tiếp tục chờ đợi thời cơ. Ngay sau khi vừa đến quán nước, hắn ta liền nói rằng mặt chị Tuyền dính nhiều bụi, khiến chị lo lắng sợ mất hình ảnh đẹp trong mắt người yêu, nên đã vội vàng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Và chính ngay lúc này Trí nhận thấy thời cơ đã đến. Chết cha, mất tiêu ta. Ồ, anh làm mất gì hả? Hình như tôi để quên điện thoại bóp tiền nhà luôn rồi. Chị nói chút với vợ tôi đi vệ sinh ra. Chị nói là vợ tôi đợi ở đây xíu nha. Nhà tôi sát bên, tôi chạy về tôi lấy cái bóp với cái điện thoại qua liền có 5 phút rồi. Dạ cảm ơn chị nha. Dạ không có gì. Rồi. Dạ, chị uống nước. Ủa chị, thấy bạn trai của em đâu không chị? Dạ, anh nói anh để quên đồ á, cho nên là anh về anh lấy rồi. Để quên đồ. Dạ. Ủa, anh để quên gì ta? Ủa rồi, cái xe em với lại giỏ khách đồ đâu chị? Thì em đâu biết đâu, chắc là anh lấy đi rồi. Cái gì? Anh lấy đi rồi hả? Dạ, anh nói là chị ra thì ngồi chờ một xíu, anh qua liền mà. Sao vậy chị? Là sao ta? Tôi chết rồi. Cái túi sách từ mạng của em, chị có thấy đâu không? Hình như ảnh cầm đi luôn hả? Tiêu rồi, chết em rồi chị ơi. Ủa sao vậy chị? Em bị ảnh lừa rồi chị ơi. Tụi em đi về quê của ảnh, đi được nửa đường rồi mà ảnh quên đồ vậy. Anh lừa em mà chị ơi, xe tài sản của em anh lấy hết rồi chị. Hai người không phải vợ chồng hả? Dạ đâu phải vợ chồng đâu. Sao nãy anh nói chị là vợ của anh? Chết em rồi. Lúc đó là tôi mất sạch toàn bộ tài sản đem theo, không còn một cái gì hết. Thì chị chủ quán thấy vậy tự nghiệp, cho nên là chị mới gửi cho tôi mấy trăm ngàn để đi vô, để bắt xe về. Thì sau khi mà về tới rồi á, thì tôi mới quay lại cái chỗ, cái căn nhà là cái chỗ mà tôi qua rước hắn ta đó, gặp người chủ nhà luôn. Thì cái người chủ nhà mới nói cho tôi biết là căn nhà này chỉ có hai vợ chồng già sống thôi. Hèn chi cái bữa trước mà cái bữa mà tôi qua đón á, thì hắn ta không có đi từ trong nhà ra mà chỉ đứng trước nhà thôi, mà còn cố tình chọn ngay một cái căn nhà sang trọng như vậy để tôi tưởng đâu đó là nhà của hắn. Thiệt tình là một bài học nhớ đời cho tôi. Bắt đầu đối tượng Trí tham gia vào các hội nhóm làm quen, kết bạn trên mạng xã hội với mục đích tìm kiếm con mồi. Sau đó thì hắn ta chủ động nhắn tin làm quen chị Tuyền. Và trong suốt khoảng thời gian tương tác với nhau, Trí luôn tỏ ra mình là người lịch thiệp, có công ăn việc làm ổn định, đặc biệt là người luôn chăm sóc cưng chiều bạn gái. Nhưng trên thực tế, chiêu trò này rất dễ khiến cho những cô gái nhẹ dạ cả tin dễ dàng bị dẫn dụ vào bẫy lừa. Tiếp sau đó, Trí mượn cớ là muốn bạn gái cùng mình về quê và đưa ra lý do để cả hai đi bằng xe máy của bạn gái về quê. Đến ngày hẹn, Trí cố tình đứng đợi bạn gái ở phía trước một căn nhà sang trọng để khiến cô bồi tưởng rằng đó là nhà của Trí, nghĩ rằng Trí là người có điều kiện kinh tế. Và trên chặng đường về quê, Trí đề nghị ghé vào một quán cà phê ven đường để nghỉ chân. Rồi lúc này, nhân cơ hội bạn gái vào nhà vệ sinh, hắn ta đã nhanh chóng trộm toàn bộ tài sản của nạn nhân, gồm xe máy, túi xách, điện thoại, tiền mặt và nhanh chóng tẩu thoát. Thậm chí hắn ta còn giả vờ nói với người chủ quán cà phê rằng nạn nhân là vợ mình chứ không phải là bạn gái, mục đích là để chủ quán nước không nghi ngờ, bởi vì nếu là vợ chồng thì mối quan hệ thân thiết với nhau nên việc lấy xe đi cũng sẽ dễ dàng hơn. Tôi là sinh viên theo học liên thông đại học hệ giờ học vừa làm. Ban ngày thì tôi đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, buổi tối thì tranh thủ đi học. Tôi thuê phòng trọ ở cùng với một đứa bạn, nó cũng học chung với tôi luôn.
Ôi mệt quá. Muốn chết luôn. Gì vậy? Tự nhiên mới đi làm về cái mặt bí xì vậy? Đừng nói với tôi á là bị sếp la nha. Nói chung á cũng không bị la gì. Mà ở chỗ tôi làm á nhiều công việc quá. Mà có một mình tôi làm à. Đúng chết luôn, bà nghĩ đi. Ngày nào cũng một mình tôi á đóng mấy trăm thùng hàng lớn nhỏ, rồi còn phải chất thùng lên nữa. Riết rồi ngày nào tan ca về á, tôi đi cũng không nổi luôn á. Nhiều khi á, tối về đi học á, không căng mắt ra nổi luôn để học, lấy đâu mà học nữa. Nói thiệt với bà nha, tôi cũng mới vừa thất nghiệp luôn á. Cái gì thất nghiệp? Là sao? Thì cái chỗ tôi đang làm á, khó khăn, mà làm việc thì cực nữa. Cho nên là bây giờ tôi mới tìm được một cái chỗ khác. Chỗ này việc nhẹ mà lương cao nữa. Việc nhẹ lương cao hả? Ừ. Là công việc gì vậy? Đây nè, coi thôi. Nè, ở trên Facebook này có một cái nhóm này á, là chuyên đăng bài tuyển dụng cho sinh viên làm. Nè, tôi thấy cái chỗ này là được nhất luôn á. Việc nhẹ mà lương cao nữa. Nè, để tôi đọc cho nghe nha. Tuyển dụng nhân viên bán hàng cho siêu thị. Công việc bao gồm phục vụ khách hàng tại siêu thị, cung ứng hàng hóa, sắp xếp thay đổi giá sản phẩm, kiểm kê hàng hóa định kỳ. Ưu tiên sinh viên làm thêm, mức thu nhập cao, cơ hội là 10 triệu mỗi tháng. Liên hệ số điện thoại gặp anh Cường. Ê, tôi thấy á, thông tin tuyển dụng trong đây á là nó phù hợp với mình á, là nhân viên bán hàng trong siêu thị thì nó rất là thích hợp với mình luôn á bà. Bà biết sao không, trong siêu thị á thì nó rất là mát mẻ, nó không phải như công việc hiện tại của mình là nóng nực. Sao tôi bà? Thì tôi thấy công việc này tốt cho nên tôi mới lưu lại nè. Thôi bây giờ làm này đi, xin làm này đi, công việc nhẹ lương cao mát mẻ. Vậy tôi gọi nha. Dạ alo. Chờ em, chúng ta đi dụng việc làm nha. Dạ em chờ anh. Anh ơi, cho em hỏi là anh có phải anh Cường không anh? Ờ anh là Cường nè, em còn hỏi chuyện về gì hả? Dạ, em thấy anh đăng bài tuyển dụng nhân viên bán hàng á. Anh cho em hỏi là bên anh có còn tuyển không anh? Đương nhiên là còn chứ em, bên anh thì vẫn đang tuyển dụng bình thường mà. Anh, vậy em với bạn em á có thể ứng tuyển được không anh? Thì nói chung là công việc này á không có yêu cầu gì cao hết, chỉ cần là tụi em chăm chỉ nè, với lại có trách nhiệm với công việc là được. Cho nên là bây giờ tụi em cứ tự tin hồ sơ đi nha. Bây giờ em chuẩn bị giúp cho anh là một bộ hồ sơ xin việc làm nè. Rồi ngày mai á, mang tới cái địa chỉ mà trung tâm tuyển dụng việc làm á. À, địa chỉ anh có để kèm trong cái bài đăng mà anh trên mạng đó. Tới nơi á thì em cứ vào nói là xin gặp anh Cường, rồi anh sẽ hỗ trợ anh hồ sơ cho tụi em nha. Dạ em cảm ơn anh. Mà anh ơi, cho em hỏi là mức lương thu nhập hàng tháng là bao nhiêu vậy anh? Để nói rõ cho em nắm luôn nha. Đối với công việc mà nhân viên bán hàng siêu thị á, thì thời gian thử việc là 2 tháng, mức lương là 7 triệu. Đến tháng thứ 3 là sẽ ký hợp đồng làm nhân viên chính thức với mức lương là 9 triệu đồng. Rồi em sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ mà của người lao động theo quy định luôn. Thì ngoài ra ở siêu thị này á, thì sau 6 tháng sẽ xem xét để tăng lương cho nhân sự mà đạt hiệu suất cao trong công việc em. Dạ em cảm ơn anh. Mà anh ơi, cho em hỏi á, là ở cái siêu thị này á, ở đâu vậy anh? Để em biết được là coi thử nó có gần chỗ tụi em ở không á. Cái vấn đề này á, thì tụi em cứ yên tâm đi. Đây là một hệ thống là chuỗi siêu thị nên có rất là nhiều nhánh luôn. Em sống ở đâu á, thì anh sẽ sắp xếp công việc cho tụi em là siêu thị gần nhất luôn. Để mà cho tụi em khỏi cần phải đi xa luôn. Dạ, em cảm ơn anh. Vậy ngày mai tụi em tới nha anh. Rồi, hẹn ngày mai gặp em nha. Chào. Dạ, cảm ơn anh. Mình có công việc rồi. Yeah. Ê, bây giờ tao chạy ra ngoài tao mua hai bộ hồ sơ cho tao với mày. Hả? Làm liền đi, ngày mai đi liền. Để tao nha. Dạ anh ơi, cho em hỏi anh có phải anh Cường không ạ? Anh là Cường nè, tụi em là. Dạ, hôm qua em có gọi cho anh hỏi về xin làm nhân viên siêu thị á anh. À, anh nhớ rồi. À, hai đứa cho anh xem hồ sơ nha.
Dạ đây. Đợi xíu nha. Dạ. Tụi em đều là sinh viên đó hả? Dạ đúng rồi. Nói chung là cái công việc này rất phù hợp cho các bạn sinh viên. Dạ. Thứ nhất là các bạn sinh viên là còn trẻ nè, là có đầu óc, có tư duy, cho nên là các doanh nghiệp rất thích. Với lại anh thấy hồ sơ này nè, là các bạn cũng có kinh nghiệm đi làm nè, cho nên là anh thấy rất là ok, rất là phù hợp với công việc này. Dạ. Vậy anh ơi, có gì á, nhờ anh sắp xếp cho tụi em làm cái siêu thị nào gần nhà cho tiện đi lại nha anh. Dạ. Thì để anh ngồi coi. Cái địa chỉ này của tụi em á, thì gần đây là có một cái siêu thị rất là lớn để sắp xếp cho tụi em làm gần đây ha. Cách nhà bán có 1 km à, được không? Dạ, cảm ơn anh. Rồi, thì bây giờ là anh cũng nói luôn ha. Thì bây giờ là cho bên tụi anh á, là xin cái chi phí á, là mỗi bạn là 100 ngàn với lại thêm 350 ngàn tiền làm cái thẻ gắn chip của siêu thị á. Ủa, là tụi em phải đóng phí chứ không anh? Thì để anh giải thích cho tụi em hiểu ha. Dạ. Thì 100 ngàn này á, là chi phí làm hồ sơ của bên tụi anh. Thì đúng nghĩa là mỗi bạn sẽ là 500 ngàn, nhưng mà công ty tụi anh á, là ưu tiên cho các bạn sinh viên, nên là thu mỗi bạn 100 ngàn thôi. Còn 350 ngàn này á, là phí thu của siêu thị. Tại vì tụi em làm nhân viên bán hàng á, thường xuyên ra vô cái kho sản phẩm á, cho nên là làm cái thẻ mà gắn chip á, thì nói chung là siêu thị quản lý tụi em xíu thôi. Cái công việc này á, nghe qua thì là thấy tốt rồi đó, nhưng mà chưa đi làm ngày nào, chưa nhận được đồng lương nào hết, tự nhiên cái kêu phải đóng tiền. Lúc đó tôi thấy cũng kỳ kỳ. Nhưng mà cái cách anh đó lý giải các khoản chi phí á, nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý. Nên thôi tôi cũng ráng mà đóng. Tại vì đâu phải dễ mà tìm được công việc tốt, chỗ làm lại ở gần phòng trọ nữa. Cho nên là tôi chỉ biết nghe theo chứ cũng không dám hỏi gì nhiều. À, dạ rồi, em hiểu rồi. Mà anh ơi, vậy là bây giờ tổng cộng là hai đứa tụi em là mỗi đứa là phải đóng cho anh 450. Đúng rồi, mỗi bạn là 450. Dạ. Dạ, em đóng luôn. Dạ, em dạ. Đây, của em. Rồi, của em ha, đợi xíu nha. Rồi, anh nhận mỗi bạn 450 nha, đợi chút xíu. Sau khi mà tụi tôi đóng tiền xong thì cái anh đó còn ghi biên lai like hẳn hoi luôn. Trên tờ biên lai like đó cũng ghi rõ là trung tâm tuyển dụng việc làm, có cả địa chỉ, số điện thoại rất là chi tiết đầy đủ. Cho nên là lúc đó tôi cũng yên tâm phần nào. Đây là gửi em biên lai like thu phí bên anh ha. Dạ. Thì 3 ngày sau thì tụi em cứ tới địa chỉ mà anh ghi trong đó thì gặp nhân sự của siêu thị. Đó, nhớ là ngày hôm đó tới thì mình ăn mặc lịch sự nhất, tốt nhất là mặc quần áo sơ mi. Rồi đến đó mình sẽ nhận công việc luôn ha. Dạ. Rồi. Dạ, tụi em cảm ơn anh, tụi em đi về. Rồi. Chào anh, em về. Rồi, chào tụi em nha. Dạ, cảm ơn anh. Thấy mọi chuyện suôn sẻ, tôi cứ đinh lên là mình đã tìm được công việc làm tốt. Thì theo như ảnh hẹn á, 3 ngày sau thì tôi với nhỏ bạn mới tới cái địa chỉ văn phòng nhân sự của bên siêu thị. Lạ ở chỗ á, là văn phòng nhân sự của siêu thị nhưng mà lại không nằm trong siêu thị mà lại nằm riêng ở bên ngoài. Dạ, em chào chị. Em chào chị. À, chào hai em. Hai đứa tới làm việc hả? Dạ. Đọc tên chị ra trong danh sách nha. Dạ, em là Nguyễn Thiên Kim. Còn của em là Nguyễn Quỳnh Ngọc Hằng. À, tên hai đứa trong danh sách rồi nè. Dạ. Đưa biên lai cho chị. Biên lai trung tâm việc làm. Dạ, là có. À, có. Biên lai. Dạ, đây là chị của em. Dạ, của em. Rồi. Hai em có hồ sơ nha. Có sai gì không? Dạ không. Dạ. Rồi, vậy là bây giờ khoảng thứ 2 tuần sau á, hai đứa tới siêu thị được số 6 nha. Rồi nhận việc, vô đó cho đọc tên ra thôi. Sẽ có người là họ phát thẻ nhân viên nè, phát đồng phục cho mình. Nhớ ngày đầu tiên đi á, không được đi trễ nghe chưa. Dạ.
6 giờ có mặt được rồi. Tại vì ở đó nhân viên họ làm việc sớm lắm, sẽ thiện một cửa sớm nữa. Mấy ngày đầu tiên tụi em làm việc sẽ có người hướng dẫn công việc chắc. Dạ, dạ mình ơi, là tụi em đã được nhận vô làm hả chị? Tụi em kiểm tra đi, tụi em ký tên vô. Dạ. Dạ, chị Trang một cái miếng đi chị. Rồi, dạ đây em gửi. Không thắc mắc gì hết ha. Dạ. Rồi, hai cái hợp đồng này xong rồi, hợp đồng thứ gì xong rồi. Bây giờ tới cái khoản này. Làm bên siêu thị sẽ trả lương vào ngày 5 tay hàng tháng. À, cho nên tụi em á phải làm thẻ ATM và đồng phục nữa. Bây giờ mỗi đứa đóng cho chị là 150.000 thì làm thẻ và 200.000 thì đồng phục nha. Ủa, chị là bây giờ là phát sinh thêm phí đúng không chị? Đâu có phát sinh gì đâu em. Cái này là phí quy định bình thường mà. Tại vì á, tụi em phải đóng tiền thẻ, rồi đóng tiền đồng phục nữa, thì mỗi đứa đóng 350 là đủ rồi. Ờ, nhưng mà chị ơi, tụi em có thẻ ngân hàng rồi, bây giờ mình trừ cái phí đó ra đúng không chị? Đưa thẻ chị coi. Dạ, đây là chị, thẻ của em nè. Dạ của em. Hai đứa ơi, thẻ của tụi em á, không cùng ngân hàng với siêu thị rồi. Mà siêu thị á, là muốn trả lương đồng nhất luôn. Chứ không thể nào mà trả cho người này cái ngân hàng này và người kia như vậy, ngân hàng khác được. Vậy là bây giờ á, tụi em phải đóng tổng cộng thêm là 350 nữa. Ừ. Để làm thẻ với lại nhận đồng phục. Đúng rồi. Có 350 có việc làm mà. Cứ tưởng đâu á vậy là xong xuôi thủ tục được nhận giờ làm việc tại siêu thị rồi. Ai có ngờ đâu tới phút chót là còn bị tốn thêm tiền nữa. Mà bây giờ xong xuôi hết hồ sơ thủ tục rồi, nếu như mà không chịu đóng thêm tiền thì chắc chắn là sẽ mất công việc này. Với lại trước đó thì cũng đã đóng 450.000 rồi, giờ mà không đóng tiếp thì coi như là vừa mất việc, vừa mất luôn 450.000 kia nữa. Nghĩ vậy á cho nên là tôi đành bấm bụng đóng thêm tiền cho họ. Dạ, của em nè chị. Ừ. Hai đứa ký tên nha. Rồi, hai đứa nhớ nha, thứ hai tuần tới nha. Dạ. Đừng có mặc kệ nha. Dạ. Ừ. Hai em về đi. Cho em lấy cái thẻ. Ừ. Nhớ cầm hồ sơ về em. Tới ngày ta tới. Nè. Dạ, em gửi về. Dạ, cảm ơn chị. Đúng một tuần sau thì hai tụi tôi mới tới siêu thị để nhận việc. Nhưng mà bất ngờ là bên siêu thị họ hoàn toàn không biết cái gì hết về cái chuyện mà tuyển dụng nhân viên bán hàng này hết. Thậm chí họ còn nói là số lượng nhân viên hiện tại bây giờ là đang đủ rồi, cho nên là bên siêu thị chưa có nhu cầu tuyển dụng thêm. Nghe tới đây là tụi tôi thật sự rất bàng hoàng luôn. Mới vội vàng liên hệ lại với bên trung tâm tuyển dụng thì bên họ là họ phủi toàn bộ trách nhiệm luôn. Chỉ nói là họ đã hoàn tất hồ sơ cho tôi rồi, là xong nhiệm vụ rồi. Có thể là tụi tôi không đạt đủ điều kiện nên không được bên siêu thị chọn. Lúc này thì tôi mới nhận ra là mình đã bị lừa rồi. Khi mà tụi tôi quay trở lại cái chỗ văn phòng hôm trước để gặp lại cái người tuyển dụng á, thì họ từ chối không tiếp đón tụi tôi nữa, còn nói là không biết tụi tôi là ai hết. Vậy là đã rõ từ đầu đến cuối đây là một màn kịch lừa đảo bài bản. Các đối tượng đăng tải bài viết tuyển dụng việc làm lên mạng xã hội với tính chất việc nhẹ lương cao, chủ yếu nhắm tới sinh viên. Bởi trên thực tế, sinh viên thường thiếu kinh nghiệm sống và dễ dàng tin người. Và chính vì vậy, khả năng cao sẽ bị dính bẫy lừa. Khi chị Hằng và chị Kim đến xin việc làm, các đối tượng tỏ ra thân thiện, nhiệt tình tiếp đón, rồi nhiều lần đưa ra các khoản chi phí cần phải đóng. Thậm chí chiêu trò của bọn chúng là còn tinh vi đến mức dẫn dắt nạn nhân qua đến hai địa chỉ khác nhau để làm thủ tục xin việc. Có vẻ rất chuyên nghiệp, nhưng mục đích thật sự đằng sau chính là để có cái cớ mà đưa ra thêm các khoản chi phí khác nhau, buộc người xin việc phải đóng tiền. Bởi nếu đề nghị sinh viên đóng tiền đến 800.000 đồng thì chắc hẳn sẽ thấy chi phí cao mà từ bỏ. Vì vậy đối tượng cố tình dàn dựng để chia ra thành hai lần đóng tiền ở hai nơi khác nhau, các khoản chi phí cũng khác nhau để các nạn nhân dễ dàng sập bẫy.
Tôi năm nay gần 60, lớn tuổi rồi nên cũng không có mần ăn gì nhiều, mà chủ yếu là ở nhà thôi. Con cháu thì tụi nó đi làm ăn ở thành phố, nói chung ở nhà đi ra đi vô miết nhiều khi cũng buồn, nên tôi cũng muốn kiếm thêm công việc gì đó làm thêm, mà chưa tìm được công việc nào phù hợp. Tôi còn nhớ bữa đó đang ngồi ở nhà thì nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Ủa, số lạ dữ ta. Alo. À dạ. À, cho con hỏi về số điện thoại của cô Năm không ạ? À đúng rồi. À, cậu là ai vậy? À dạ, vậy chắc là cô Năm không nhớ con rồi. Con tên là Dương. À, hồi trước cách đây một năm á, lúc đó con còn làm ở cửa hàng điện máy lớn ở dưới thị xã đó. À, lúc đó cô có tới con tư vấn cho con mua một cái máy lạnh và hai cái tivi đó cô. Con nhớ không? À vậy hả? Mà bữa nay cậu kiếm tôi có chuyện gì không vậy? Dạ, hiện tại thì con không còn làm ở bên công ty điện máy nữa. Con làm chỗ khác rồi cô Năm. Dạ. À, vừa rồi thì con may mắn công tác tại quỹ phát triển một tập đoàn điện máy liên kết quốc tế cô. Chủ yếu cũng cung cấp các sản phẩm thuộc về điện máy. Nhưng mà sản phẩm bên con là xuất xứ nhập từ nước ngoài vậy đó cô. À, cậu ơi, nói chung là tôi không có nhu cầu. Với lại đồ đạc nhà tôi cũng đầy đủ lắm rồi. Mấy cái đồ mà tôi mua nó còn xài tốt lắm. Thôi vậy chừng nào mà nó không có xài được nữa thì tôi liên hệ với cậu, rồi tôi gọi cậu nha. Chứ giờ tôi không có cần. Khi nói chuyện với bà Năm, Dương tự giới thiệu trước đây mình từng là nhân viên tư vấn bán hàng cho bà Năm. Khi đó Dương còn làm việc tại cửa hàng điện máy. Mục đích của việc này chủ yếu là mượn sự uy tín của cửa hàng điện máy để khiến cho bà Năm không đặt ra quá nhiều sự nghi vấn về lai lịch của Dương. Và đây cũng chính là bước đầu tiên đối tượng tạo niềm tin với con mồi. À dạ, cô Năm ơi, cô Năm hiểu lầm rồi. Hôm nay con gọi cho cô không phải là để tư vấn bán hàng đâu. Có coi như là khách hàng của con. Trước đây cái lúc tư vấn cho cô thì con biết cô cũng là người có điều kiện kinh tế. Cho nên hiện tại tập đoàn bên con đang muốn mời cô Năm làm công tác gì cho tập đoàn với công việc đó là liên kết bán hàng. Cậu ơi, cái công chuyện của cậu đó nói nghe nó chuyên nghiệp quá à. Tôi thì lớn tuổi rồi, chắc tôi không có làm được đâu. Dạ, cô Năm yên tâm đi. Đâu phải ngẫu nhiên mà con liên hệ cho cô Năm để mời cô Năm làm công việc này đâu. Tại vì con cảm thấy là cô Năm rất là phù hợp với công việc này luôn. Dạ, để con nói cô Năm nghe ha. Tập đoàn bên con á, mặc dù là tập đoàn lớn, sản phẩm toàn là hàng chất lượng, hàng xịn. Bà bên con á, phát triển mạnh trong ngành điện máy ở nước ngoài, độ uy tín rất là cao trong năm. Nhưng mà thời gian gần đây thì công ty bên con bắt đầu phát triển ở thị trường trong nước. Hiện tại thì bên tập đoàn chưa xây dựng nhiều khu vực kho bãi để trung gian dẫn chuyển hàng đó cô. Mà chủ yếu là mời các cộng tác viên trong nước liên kết để bán hàng. Dạ. Mỗi khu vực nhỏ, mỗi quận huyện đều sẽ có cộng tác viên riêng. Ví dụ như khu vực này thì con liên hệ cho cô để mời cô tham gia công tác vậy cô Năm. Vậy thì cái công việc của tôi là tôi phải làm như thế nào mà làm cái gì vậy cậu? Công việc của cô Năm thì cũng đơn giản là không có gì phức tạp hết cô. Dạ. Mỗi tuần thì bên con sẽ có một cái đợt hàng chuyển từ nước ngoài về, bao gồm các sản phẩm điện máy gia dụng, và có người sẽ chuyển hàng trực tiếp đến nhà của cô Năm luôn. Sau đó cô Năm sẽ đóng vai trò như là một trung gian vận chuyển từ nhà cung cấp cho tới phân phối tới khách hàng. Đây đều là sản phẩm mà khách hàng họ đặt qua mạng đó cô Năm. Nhưng mà chỉ có cái là họ chưa thanh toán tiền. Tại vì cô Năm cũng biết đó, cái vấn đề mà thanh toán tiền ra nước ngoài nó rất là phức tạp và rắc rối, không phải ai cũng làm được đó. Cho nên là khi mà hàng về á, cô Năm vui lòng đứng ra thanh toán cái tiền, cái sản phẩm này giùm con nha. Ủa cậu ơi, bây giờ vậy khách hàng mua mà sao tôi phải là người trả tiền? Dạ dạ, vậy nè cô Năm cứ bình tĩnh để con nói chưa xong. Sau khi mà cô Năm thanh toán tiền xong á, thì nhiệm vụ của cô đơn giản lắm, chỉ là bảo quản những thùng hàng đó. Bởi vì cô Năm biết rồi đó, những cái điện máy thì không được tiếp xúc với nước. Nếu mà tiếp xúc với nước là hỏng hết. Sau đó khoảng từ 1 đến 2 ngày sẽ có người bên đơn vị vận chuyển trong nước. Họ tới nhà cô Năm, họ lấy hàng đi. Khi mà họ lấy hàng đi, họ sẽ mang tiền tới và trả đủ cho cô. Y như số tiền trước đó cô Năm đã thanh toán cho bên con. Dạ, 100% luôn, không thiếu một đồng nào luôn. Nghe thì nó đơn giản. Là cái nhiệm vụ của tôi là nhận hàng,
rồi bảo quản hàng không có cho nó bị hư hao chảy xước gì đó. Rồi một hai ngày sau á thì có người tới nhận hàng, người gửi lại số tiền đó cho tôi, đúng vậy không cậu? Dạ đúng rồi cô Năm. Mỗi đơn hàng về á, cô Năm sẽ được hưởng hoa hồng là 5% trên tổng giá trị của đơn hàng. Việc mà cô Năm làm cộng tác viên liên kết bán hàng với tập đoàn mình có á là tôi còn có ký hợp đồng đàng hoàng với cô, cho nên cô đừng có lo. À cậu ơi, cho tôi hỏi thiệt nè, ví dụ bây giờ bên tôi ứng tiền hết rồi ha, trả xong rồi bên cậu á không có gửi tiền lại cho tôi thì sao? Trời ơi, không có gì đó đâu cô Năm ơi. Tụi con là làm ăn kiếm tiền mà. Làm ăn lâu dài chứ đâu phải làm ngày một ngày hai đâu, cho nên cô Năm yên tâm. Với lại cô Năm còn giữ hàng của tụi con mà. Dạ cho nên á là tụi con đâu có bỏ hàng được, mà là toàn là hàng điện máy cao cấp không à. Chắc chắn là phải lấy hàng từ chỗ cô Năm rồi, sau đó phải thanh toán tiền hàng lại cho cô Năm. Cô đừng có lo nha. Cậu nói vậy thôi tôi cũng yên tâm. Dạ, vậy cô Năm ơi, cho con hỏi là đầu giờ chiều nay nè, cô có nhà không? Để con ghé. Ờ, con với cô ký hợp đồng luôn, để mình làm ăn cho đảm bảo lâu dài được không? À, được, được, chiều cậu ghé đi cậu. Dạ, vậy con chào cô Năm nha. Hai chào cậu. Dạ. Chiều bữa đó, cậu nhân viên đó mới ghé nhà tôi, rồi đưa cái hợp đồng cho tôi coi. Làm ăn với nhau mà cứ có hợp đồng đàng hoàng, rõ ràng vậy là tôi chịu rồi đó. Sau đó thì hai bên cũng ký tên. Chính từ lúc đó là tôi bắt đầu làm liên kết bán hàng cho họ, mà không có hề hay biết là bản thân đã bị dẫn dắt vào một cái bẫy lừa. Rồi, con vô hàng nha cô. Để đây. Dạ. Đây, để con nãy nha. Đây, đó. Cô nha, con kế mã số đây nha. Theo đúng như ký kết trên hợp đồng á, thì hai ngày sau có chuyến hàng đầu tiên giao đến nhà tôi. Họ đi xe ô tô 16 chỗ giao hàng tới, có nhân viên khiêng hàng vô tận nhà cho tôi luôn. Tôi thấy mấy thùng hàng được đóng gói kỹ lưỡng lắm. Sau đó thì tôi mới thanh toán tiền cho cái cậu nhân viên đó. Tôi nhớ đợt hàng đầu tiên là tổng cộng là 20 triệu đồng. Rồi tới hôm sau á, xuất hiện một cái cậu thanh niên khác nữa. Cậu này tự xưng là bên nhân viên giao hàng trong nước, tới nhà tôi lấy số hàng đó đi, rồi chuyển khoản trả lại tôi đúng 20 triệu mà tôi đã ứng trước đó. Sau đó thì cái cậu nhân viên bên tập đoàn, chính là cái người ban đầu ký hợp đồng với tôi đó, cậu ta mới chuyển cho tôi 1 triệu đồng tiền hoa hồng của cái đợt hàng đầu tiên này, tức là 5% của 20 triệu là 1 triệu đồng. Việc bà Năm đồng ý làm cộng tác viên và nhận những thùng hàng như thế này, bản thân bà cũng không biết rõ bên trong thùng là hàng hóa gì, mà chỉ nhìn thấy thông tin sản phẩm qua những tờ giấy dán phía trên thùng. Trên thực tế, điều này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, bởi không loại trừ khả năng bên trong thùng là hàng hóa cấm. Và nếu như vậy, thì bà Năm đã vô tình tiếp tay cho đường dây vận chuyển hàng cấm. Quay trở lại với diễn biến câu chuyện, ở những lần giao dịch đầu tiên, Dương cùng với đồng bọn không vội vàng dở ra chiêu trò mà vẫn để cho mọi chuyện diễn biến theo đúng như những gì đã hứa với bà Năm trước đó. Trong những đợt hàng đầu tiên này, tổng giá trị sản phẩm cũng không quá cao. Mục đích của bọn chúng là để dần dần tạo được niềm tin với con mồi, chờ thời cơ thích hợp sẽ chiếm đoạt số tiền lớn hơn. Bởi trước đó các đối tượng đã nắm bắt được điều kiện kinh tế của bà Năm, biết rõ bà là người có nhiều tài sản. Sau đó tôi vẫn tiếp tục làm cộng tác viên cho bên họ, nhận thêm vài đợt hàng nữa. Mọi thứ diễn ra bình thường. Chỉ có điều tôi thấy là sau mỗi đợt hàng thì số tiền tăng lên. Đợt đầu tiên là 20 triệu, đợt thứ hai là 32 triệu, đợt thứ ba là 56 triệu. Mà thật ra tổng giá trị đợt hàng càng cao thì tiền hoa hồng của tôi nhận được càng nhiều. Tôi nhớ là sau 3 đợt giao hàng, tôi nhận được hoa hồng lên tới 5 triệu đồng luôn. Lúc này tôi như là tin tưởng họ hoàn toàn, không có còn một chút nghi ngờ gì nữa. Tại vì lần nào giao dịch xong đều ổn hết mà, đâu có xảy ra cái chuyện gì đâu. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Sau khoảng hơn một tháng làm cộng tác viên cho bên họ, thì tới hôm đó cũng là ngày thử giao hàng.
Mà lần này tôi để ý thấy nha, hàng hóa lần này rất là nhiều, gần như gấp 3 so với bình thường luôn đó. Tổng đơn hàng lần này là 105 triệu nha cô. Ôi, sao nhiều quá vậy? Mấy đợt trước là chỉ có khoảng 20, 30, cao nhất là 50. Đợt này nhiều như vậy tụi con không báo trước với cô, sao cô chuẩn bị được? Tại vì bây giờ khách hàng á là nhiều người đặt quá. Với lại cô biết sao không? Là hàng nó tốt nè, với lại con nghe nói là bên tập đoàn bây giờ đang nghỉ marketing trên cả nước luôn. Cho nên á bây giờ khách hàng đông lắm, mà có nhiều chỗ nha. Còn lên tới là 200-300 triệu nữa, chỗ cũng cho mấy là ít đó cô. Đó, dạ. Tụi con giao bữa giờ là từ sáng tới tối mà cũng chết luôn cô. Bây giờ con giao cô xong không, còn đi 3-4 chỗ nữa nè. Bình thường bỏ ra vài chục triệu thì cũng được, mà tự nhiên bây giờ lên tới 175 triệu lận. Tôi thấy lo, nhưng mà giờ biết làm sao nữa. Hàng đã tới nơi, người ta khiêng vô nhà hết rồi. Bây giờ mà nói trả hàng không nhận đợt này thì sợ là sau này bên họ không có làm ăn với tôi nữa thì sao. Trong khi công việc này đang ổn quá chừng nên đành chịu thôi. Tôi bỏ ra 175 triệu luôn. Giả lại bỏ ra 175 triệu tức là tiền hoa hồng tôi được hưởng lên tới hơn 8 triệu đồng lận. Ngon quá đi chứ. Tôi có một cái tài khoản ngân hàng để tiền tiết kiệm 175 triệu, nhiều quá đâu có sẵn, nên tôi phải lấy cái tài khoản tiết kiệm đó chuyển tiền cho bên họ luôn. À thôi được rồi, để cô chuyển cho con là 175 triệu đúng không? Đúng rồi, 175 triệu cơ. Rồi đó, tiền hoa đó con. Dạ rồi, tiền hoa. Nhưng mà bây giờ nhiều quá rồi, cái này khoảng chừng nào người ta mới tới lấy là con. Cái này hàng nhiều cho nên là 1-2 ngày nữa người ta tới lấy liền luôn con. Bây giờ hàng nhiều quá, năm có cần tụi con khiêng hộ vô không năm? À, tụi con bưng vô chổng chứ nặng lắm con, mình già cả là bưng không nổi. Bộ cơ đi. Sao kỳ vậy ta? Thường thường á, 1-2 ngày là có người gọi rồi, nhận hàng lấy hàng. Sao đợt này quá trời lâu luôn, không ai tới lấy hàng chứ vậy? Để điện thoại cho cậu Dương coi. Được. Ủa? Sao vậy đã? Sau đó tôi đợi thêm một tuần nữa cũng không thấy ai tới nhận hàng, cũng không có liên lạc được với cậu nhân viên kia. Lúc này tôi mới nghĩ có khả năng là bên họ gặp cái chuyện gì đó, hoặc là họ lừa tôi. Tôi mới mở thùng hàng ra coi, thử coi hàng hóa bên trong coi sao. Lúc mở cái thùng hàng ra tôi bàng hoàng luôn. Hóa ra bên trong không phải là hàng điện máy gì hết, mà toàn là gạch đá không à. Rồi lúc đó tôi tức điên luôn. Không ngờ là từ đầu tới cuối mình đã bị lừa. Sau đó thì tôi trình báo sự việc lên công an. Khi điều tra thì bên công an mới nói với tôi là cái tập đoàn điện máy quốc tế gì đó là có thật, chứ không phải là giả. Nhưng mà không phải bên họ lừa tôi, mà thực tế là những tên lừa đảo đã mượn danh của cái tập đoàn đó để lừa tôi. Từ đầu tới cuối đều là kịch bản do bọn chúng dàn dựng nên. Thiệt sự tôi thấy mình quá dễ tin người, để nhận lại một cái bài học nhớ đời. Số quầy được hàng đầu tiên khi nhìn thấy bà Năm đã dần mất đi sự cảnh giác, Dương cùng với đồng bọn bắt đầu dở chiêu trò nâng số tiền giao dịch lên cao để hốt cú chót. Và đây cũng là chiêu thức thường thấy ở những đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp. Đến khi nạn nhân nhận ra bản thân mình bị lừa thì đã quá muộn màng.